Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa trong lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là Hương có chữ số 0, trang 85. Chúng ta xem cái bài ví dụ. 9450 để chia cho 35. Giờ đây là cái phép tính chúng ta đặt. Chia thì chúng ta sẽ lấy bên tay trái, chúng ta chia trước được không? Chia bên tay trái chúng ta chia trước. 94 thì chia cho 35 là được 2 lần. Dạ, 2 lần. 2 nhân ngược lên là bằng 70. 94 ta trừ cho 70 là được 24. Số 5 này chúng ta hạ xuống được không? Như vậy bây giờ nó trở thành là 245 chia cho 35 là được 7 lần. Nhân ngược lên thì chúng ta trừ nhau là bằng 0. Được không? Nhân ngược lên là 245. 245 ta trừ 245 là bằng 0. Đó. Rồi con số 0 này chúng ta sẽ hạ xuống đây. Đó, số 0 này nè, chúng ta sẽ hạ xuống đây. 0 ta chia cho 35 là được 0 lần. 0 nhân cho 35 là được 0. Trừ nhau bằng 0. Được không? Vậy là 270. Cái ví dụ B. Bốn mươi tám chia 24. Cũng tương tự, chúng ta sẽ lấy bên tay trái chúng ta chia trước rồi từ từ qua bên tay phải. Như vậy là 24 ta chia cho 24 là được 1 lần. Nhân ngược lên là 21 nhân 24 là bằng 24, 24 là trừ 24 là bằng 0. Đó. 4 ta hạ xuống đây, con số 4 này nè, chúng ta sẽ hạ xuống đây. Vậy 4 ta chia 24 là được 0 lần. Vậy là vẫn còn là số 4. Số 8 ta hạ xuống đây, như vậy là 48 ta chia cho 24 là được 2 lần. 2 nhân cho ngược lên là 48, vậy 48 ta trừ 48 bằng 0. Và kết quả chỗ này chúng ta sẽ được là 102. Cái phần này thì đó là cách chia. Thầy mới vừa nói xong cho nên không cần thiết đọc lại. Bài số 1. Đặt tính rồi tính. Chúng ta tính ở đây luôn ha. Đây là 8 750 chia cho 35. 87 ta chia cho 35 là được 2 lần. Được không? 2 lần. 2 lần là 70, được không? 2 nhân lên là 70. 87 ta trừ cho 70 là còn 7, 17. Được không? 17 ta hạ số 5 này xuống. 175 ta chia cho 35 thì được 5 lần. 5. 5 5 25 viết 5 ta nhớ 2. 5 3 15 vậy 170 bằng trừ nhau bằng 0. 175 ta trừ 175 là bằng 0. Số 0 này ta hạ xuống đây. Là 0 ta chia 35 là được 0 lần. Như vậy là bằng 0. Được. 0 trừ nhau là khỏi cần ghi cũng được. Rồi. 2 3 5 20 chia cho 56. 2 3 5 ta chia 56 là được 4 lần. 4. 4 x 6 24, viết 4 ta nhớ 2. 2 5 4 20, 22. 1 1. Hạ số 2 xuống. Là được 2 lần. 26 12 viết 2 ta nhớ 1. 25 10 11. 0. Hạ số 0 này xuống, số 0 này. 0 ta chia 5 khá là được 0. Nhân ngược lên bằng 0. Khỏi cần ghi. Yeah. Cái này chúng ta cãi ngang qua cho để nó. Rồi. Bài dưới. 11780 chia cho 42. Cái ngang qua ha.
117 ta chia cho 42 là được 2 lần. 224 8 3 được. 11 ra từ cho 8 là còn là 3. Nó hạ số 8 xuống. 338 ta chia 42. Như vậy là được 2 với lại 8 ta bỏ, 33 ta chia cho 4 là được 7, 4, 7, 2, 8. 4, 8. 8, 3, 2. 8 lần. Được 8 lần. 8, 2, 16. 8, 2, 16. 16 nhớ 1. 8, 4, 3, 2, 3, 3. Như vậy chỗ này là xe còn là 2. 20. Hạ số 0 xuống. Là 20. Để chia cho 42 thì được 0 lần. Vậy là còn lại dư là 20. Được. Dư là dư 20. B 2 9 9 6 chia cho 28. 29 ta chia 28 được 1. Còn 1 19. 19 ta chia 28 được 0. Hạ số 6 xuống. 196 ta chia cho 28 là 18 với lại 6 ta bỏ, 19 ta chia cho 2 là khoảng cỡ được 9. 9 nhân 2 18 không được. 8 hạ xuống 8. 88 số 4 không được. 7 87 56 viết 6 ta như 5. 24 14 với lại 5 là 19. Ô vừa đủ, đẹp quá. Không. Hai bốn hai không chia cho 12. 24 là chia cho 12 là được 2 lần, là được 24 là trừ 24 là không. Hạ số 2 xuống. 2 ta chia cho 12 là được 0 lần. Hạ số 0 xuống. 20 ta chia cho 12 là được 1 lần. Như vậy là 20 nó trừ 12 là còn 8 nè, dư 8. Rồi, như vậy có cái cuối cùng. Chỗ này là 13870 chia cho 45. À, chúng ta cả ngang qua ha. Để ra khỏi lộn xộn. Một trăm ba mươi tám để chia 45. Chia 45 thì được 3 3 4 12 thì được 3 lần. 3 5 15 viết 5 ta nhớ 1. 3 4 12 1 13 3. Hạ số 7. 37 ta chia 45 được 0 lần. Hạ số 0. 370 ta chia 45 là được số 5 với số 0 ta bỏ, 37 ta chia cho 4 là được khoảng cỡ được 8. 8 4 3 2 8 8 được ạ. 8 nhân 5 40, viết 0 ta nhớ 4. 8 4 3 2 32 với 4 là 36, dư 10. Xong bài số 1, chúng ta qua bài số 2. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được là 97.200 lít nước vào bể. Hỏi trung bình mỗi phút máy bơm đó được bơm được bao nhiêu lít nước?
Như vậy trước tiên chúng ta sẽ đổi 1 giờ 12 phút này ra phút, được không? Rồi, chúng ta lấy giấy rồi chúng ta làm. Chúng ta đổi nè, bài số 2. 1 giờ 12 phút bằng bao nhiêu phút đây? 1 giờ là 60 phút. À, 60 phút ta cộng với lại 12 là 72 phút. Rồi, chúng ta tiếp theo. Bỏ bao nhiêu bỏ? Số lít nước trung bình mỗi phút máy bơm đó bơm được là? Số lít nước trung bình mỗi phút máy bơm bơm được là? Như vậy chúng ta lấy 97200 rồi chia cho 72 bằng. Rồi, cái này thầy lấy máy tính thầy bấm ha. 97200 chia cho 72 bằng 1350 lít. Đáp số 1350 lít. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái bài số 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng nhau bằng 307 mét. Chiều dài hơn chiều rộng là 97 mét. Câu A, tính chu vi mảnh đất đó. Câu B, tính diện tích mảnh đất đó. Nào. Bây giờ muốn tính chu vi và muốn tính diện tích thì chúng ta sẽ có chiều dài và chiều rộng. Nào. Rồi chúng ta xem lại cái đề này. Đọc lại cái đề để coi. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp. Nào. Tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là ví dụ như cái này. Thì vẽ coi, vẽ sơ bộ có hình chữ nhật, được không? Có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp, ví dụ như ta lấy cạnh này với cạnh này, được không? Hai cạnh liên tiếp, đó là chiều dài và chiều rộng. Hoặc cạnh này với cạnh này nó cũng là hai cạnh liên tiếp, hoặc cạnh này với cạnh này cũng là hai cạnh liên tiếp. Thì có nghĩa là ngay chỗ này là nó chính là gì? Chính là chiều dài chúng ta cộng chiều rộng là bằng 307. Được không? Như ngay chỗ này thì chúng ta có tổng này. Tổng của dài cộng rộng là bằng 307 mét. Được không? Tiếp theo, chiều dài hơn chiều rộng là 97 mét. Được không? Bây giờ chúng ta sẽ có cái tổng. Và ngay chỗ này là cái hiệu. Được không? Cái hiệu. Như vậy thì cái bài này nó rơi vô cái dạng toán là gì? Tổng hiệu. Được không? Nó sẽ rơi vô cái dạng toán là tổng và hiệu. Được không? Tổng hiệu. Tổng là đây. Được không? Tổng. Hiệu đây. Vậy thì bây giờ bài toán này rơi vô tổng hiệu thì giải giải như thế nào? Muốn tìm số lớn và số bé. Số lớn thì chiều dài, được không? Lớn, bây giờ chiều dài là lớn này. Dài luôn luôn hả? Bây giờ dài là lớn, được không? Rộng là bé. Được không? Vậy thì chúng ta sẽ tính lớn trước hoặc bé sau cũng được,
Vậy là muốn tiền số lớn là ta lấy tổng ta cộng hiệu ta chia 2. Được không? Như vậy ngay chỗ này nè, thầy lấy nháp ở trên này, thầy nháp trên này, còn chỗ này chút nữa mình giải ha, cho nên thầy không có nháp chỗ này. Như vậy chúng ta muốn tính gì? Muốn tính số lớn. À, lớn là chiều dài là bằng tổng ta cộng cho hiệu. Sau đó là chia 2. Được không? Rồi muốn tìm số bé. Bé là tổng ta trừ cho hiệu chia 2. Được không? Đấy. Số lớn là tương ứng với lại chiều dài. Số bé tương ứng với chiều rộng. Được không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ đi dựa vô đó mà chúng ta sẽ bắt đầu tính. Trước tiên chúng ta sẽ đi tính là chiều dài là rồi, chiều dài nó tính là số lớn ta lấy tổng cộng hiệu. Chỗ này nó ngắn cho nên tận dụng ha, chứ không để nó thiếu. 307 ta cộng cho 97, đóng ngoặc lại ta chia cho 2 bằng. Rồi, hãy bấm máy tính cho nhanh. 307 cộng 97 chia 2, 202. Đơn vị là mấy? Rồi, chiều dài nó là tính chiều rộng. Một thì chúng ta sẽ tính lấy cái tổng này, chúng ta sẽ từ trừ cái chiều này ra. À, 307 là trừ 202. Hoặc cách thứ hai thì chúng ta sẽ tính theo cái này, cách nào cũng được. Được không? 307 là trừ 97 để chia cho 2. Được không? Có hai cách tính nào cũng được. 307 là trừ cho 97 chia cho 2 bằng 105. Mấy? Ta thử ta cộng lại coi thử có phải là bằng 307 không? 2 cộng cho 5 là bằng 7. Không. 307 được. Hai con số này cộng lại là đúng 307. Được. Rồi bây giờ chúng ta có chiều dài và chiều rộng rồi, chúng ta sẽ đi tính câu A, tính chu vi. Được. Câu A. Chu vi. Mảnh đất là chu vi ta lấy dài ta cộng rộng để chia nha, 2 dài ta cộng cho rộng ta nhân cho 2 bằng 202 cộng cho 105 nhân 2 614. Mấy? Được. Tiếp theo câu B, diện tích mảnh đất đó là muốn tính diện tích ta lấy chiều dài ta nhân cho chiều rộng bằng. Như vậy là 202 ta nhân cho 105. Số quá lớn. 1 2 1 0. Đơn vị là mét vuông. Được không? Đáp số câu A. Đáp số là câu A là 614 mét. Nào. Câu B 21210 mét vuông. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.